Em Hùng xin gửi lời chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Video hôm nay thì bên em lại lên tiếp những dòng sản phẩm đồng hồ cơ cố, những cái đời sản phẩm của Nhật và Thụy Sĩ để phục vụ cho tất cả bác, các anh em đam mê chơi đồng hồ. Thì đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác là hai cái mẫu hộp xoay tích cót nha. Hộp xoay tích cót thì bên em hiện đang có hai mẫu này. Một mẫu là 6 là 46 nha, và một mẫu là 67. 46 rồi là 4 động và 6 tĩnh, còn 67 là 6 động và 7 tĩnh nha bác nha. Một hộp nhỏ như thế này thì nó sẽ có giá là 3.500.000. Đây, 3.500.000 nha. Còn hộp lớn này giá là 4.500.000. Hộp này thì các bác chứa được là 10 chiếc đồng hồ. Hộp này chứa được là 13 chiếc nha. Đấy. Và hiện tại thì có thấy là em đang cho nó quay này. Đang có điện vào thì cả hai con thì học cái cơ chế hoạt động của nó là như nhau. Đó. Khi các bác dỡ lên thì nó sẽ tạm ngừng nha, tạm ngừng quay, và khi bác đóng nắp lại này. Đó, thì nó sẽ bắt đầu nó quay tiếp. Đấy. Đó. Ở đây thì có thấy là phía bên trong nó sẽ có đèn LED này. Có đèn LED này. Và các bác muốn bật tắt chế độ đèn LED, các bác nào không thích đèn LED thì các bác tắt nó đi. À, nó sẽ có công tắc ở đây nha. Và những cái ô trục xoay này là những ô trục dương, là trục nối các bác nha. Còn có những cái kiểu trục xoay nó âm xuống dưới nền này. À, nên là cái trục dương này nhìn nó sang trọng hơn, nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó chắc hơn nha bác nha. Đấy. Về thiết kế bên ngoài thì nó phủ bên ngoài là một lớp sơn bóng piano màu đen, nhìn rất là bóng bẩy và cực kỳ là sang trọng nha bác nha. Phía bên trong là chất liệu từ da, gối nó là gối cao su non, gối cao su non chất liệu từ da nha bác nha. Rất là đẹp nha, da thì nó tôn lên cái độ sang trọng của sản phẩm nhiều hơn. Và khi các bác bỏ để chiếc đồng hồ vào thì công dụng nó là nó vừa ngăn bó dầu của chiếc đồng hồ, mà khi các bác có nhiều đồng hồ mà các bác không sử dụng hết, các bác để lâu thì các bác bỏ vào đây nó sẽ quay tích cót, chống bó dầu. Thứ hai là nó ngăn bụi bặm, làm thì cái đồng hồ của ta nó sẽ đẹp hơn, sạch sẽ hơn. Thứ ba là nó mang cái tính trưng bày, mang tính của các bác để những cái hộp đồng hồ này ở những không gian phòng khách, vừa trưng bày vừa ngắm đồng hồ. Đấy, vừa ngắm đồng hồ mà vừa lại bảo quản được đồng hồ. Dòng này thì nó sẽ có khóa luôn các bác, nó sẽ có khóa luôn nha. Đấy, khó lại. Dòng này là dòng Zwin, thương hiệu của Mỹ và được sản xuất tại China nha bác nhé, sản xuất tại China. Đấy. Con này thì nó sẽ có kích thước là 22 x 48 x 26. 22 là chiều cao, 48 chiều ngang và 26 là chiều sâu. Con này là 4.5 triệu nha. Con này thì kích thước nó ngắn hơn. Nó cũng cao là 22, sâu 26. Kích thước con này như là 30 32 thôi bác. 32. Con này là 3.5 triệu nha. Đấy, quá đẹp nha bác. Rồi các bác nào yêu thích những dòng mẫu sản phẩm hộp xoay tích cót đồng hồ thì nhắc máy alo cho Hùng nha. Giờ thì em sẽ lên cho cả bác những sản phẩm chất lượng từ đồng hồ. Đấy. Thì ở đây thì em sẽ lên đầu tiên cho cả bác là một con Longines của Thụy Sĩ nha. Một con Longines của Thụy Sĩ. Đó. Con này là con phiên bản Wittnauer. Longines Wittnauer. Longines một phiên bản cổ điển và rất là chất của dòng nhà Long. Đấy. Thì con này về tình trạng nó là còn cực kỳ đẹp này, độ mới còn khá cao quá, độ mới còn rất là cao. Đấy, vàng còn sáng bóng này. Longines mặt trái ti tự tâm. Ba kim cọc ren cá mập nha. Và cọc 12 giờ là cọc số tròn. Nấm logo Longines zinc nguyên bản. Con này là bọc 10k gold fill, bọc vàng 10k gold fill toàn thân nha bác nhé. Nó chỉ có niềng là niềng SS thôi, cái niềng này là niềng rời nhé.
còn lại nó đều bọc vàng hết. Đấy. Em đã lên cho bác là một cái khó long sinh, khó này là khó linh kiện nha bác nhé, khó linh kiện, do khó nó là linh kiện. Đấy. Mặt rất đẹp nha, mặt cực kỳ là đẹp. Có nào còn xem máy thì cứ qua Zalo em sẽ gửi hình ảnh máy móc cho tất cả bác xem. Con này là automatic, cả long sinh là nó toàn là đời máy tránh hết nha bác nhé. Đấy. Automatic nha bác. Kim nó thì nó có cái đường chế ở giữa nha, đường chế ở giữa. Đó. Con này size là 34, size 34, bọc 14k toàn thân. Đó. Cứ auto hỗ trợ lên cốt, hỗ trợ cốt phụ. Con này thì em đưa các bác giá là 9.500.000 nha, 9.500.000. À, 9.500.000. Các bác nào chơi con phone cổ điển này thì alo. À, nhà Long Sinh cực kỳ là đẹp nha. À, 9.500.000. Rồi, em lên tiếp cho các bác một con tăng thủy sĩ, một con tăng thủy mặt đỏ huyết này. Mặt đỏ huyết nha bác nha. Con này là con Hebrot. Con Hebrot nha. Hebrot 17G. Hebrot Primator 17G với thiết kế là giống như là mẹ tròn con vuông bác. Mặt bên trong nó là tròn với một phong tăng vuông bên ngoài là bọc vàng. Đó, còn nước vàng là còn cực đẹp và hàng nó là hàng siêu móng. Con này là dòng cơ cốt nha bác nhé, cơ cốt mà nó gọi là nó cực kỳ là móng luôn. Đấy, con này rất là móng, đeo lên tay rất là đẹp cho anh. Đây các bác nhìn độ mới của nó này. Độ mới còn cực kỳ là cao nha. Đó. Đấy, các bác nhìn này. Size con này là 30 x 375. Đấy, 30 x 375, chưa tính nóng nha bác nha. Đấy, hàng này. Đo những cái kích thước đo thì đo chưa có tính nấm á. Dòng cơ lên cốt máy Hebrot thủy sĩ nha, 17G. Mặt khuyết cực kỳ là đẹp nha. Con này thì em để các bác giá là 3.900.000. À, size 30 x 375, tính cả phong cạc. Rất là móng nha, lên tay cực kỳ là đẹp nha bác. Đấy. Nhìn nó rất là độc lạ và dị. 3.900.000 con Hebrot thủy sĩ. Rồi các bác nào là fan của dòng Senco, ở dòng Senco thì em sẽ lên cho bác là một con hàng đẳng cấp. Đó. Đời 36.000 dao động, 36.000 dao động, dòng lốc Marvel đời cao, 36.000 dao động nha bác nha. Senco lốc Marvel cọc sốt trò. Đấy, cọc sốt trò nha bác nha. Con này là bọc vàng. Đấy, có thấy vàng này, vàng rất là dày nha, con này bọc vàng cực kỳ dày luôn. Đấy. Tất cả là riêng như bán nha. Cọc sốt trò mạch sơ lũ này. Con này dòng cơ cốt nhá, cơ cốt. Con này size nó là 35 đáy đét này. Dòng 36.000 dao động thì kim nó trôi cực êm nha bác. Kim nó trôi cực kỳ là êm luôn. Cọc số trò rất là dễ thương nha. Quá đẹp con này, quá đẹp luôn. Size nó là size 35. Con này em được bắt giá 6.200.000. 6.200.000, đời lock well là đời cao nha, 36 dao động là đời cao rồi. Đó. Đẹp quá. 6.200.000. Nước vàng là còn nguyên mọc hết nha. 6.200.000 nha bác nha. Rồi em lên tiếp cho bác một con thủy sĩ nữa là một con Gruen của thủy sĩ nha bác nha. Con này 17G,
17G và một lịch gốc 3 giờ, lịch đó gốc 3 giờ nha. Con này dòng cũng giờ dòng cơ lên cốt và ra con thái này. Nó đẹp cực kỳ. Con này gọi là nó đẹp cực kỳ luôn nha các nha. Đấy. Độ đẹp của sản phẩm này. Đấy, nước vàng nó còn nguyên sơ vàng bên trên luôn. Quá đẹp. Cơ cốt dòng Groen, mạch bát ốc trái ti từ tâm 17G nha. Cọc cài đá đen. Lịch gốc 3 giờ lịch đỏ nha. À, con này nó có dạ quang luôn đó nha. Cọc số nó được trên này có dạ quang này. Đấy, đáy red. Size con này là size 35. Đấy, size 35, con này em đưa các bác giá 3 triệu 400 ngàn. 3 triệu 400 nha, con Groen thì sĩ size 35 nha bác. Quá đẹp nha. Tiếp tục em lên cho các bác một con Omega. Đấy, một con Omega. Đây. Con Omega Master Debut mạch sơ lụa. Đấy, mạch sơ lụa nha bác nha. Con này là con dòng cơ cốt. Cơ cốt không phải là ống tu. Form càng gãy cực kỳ là độc nha. Những con Debut này. Những con Debut thì nó có form càng gãy rất là độc này. Đấy, đang có một con này. Thấy chưa? Máy vàng hồng nha. Chất vàng nó, con này là chất vàng nguyên mộc. Vàng nó là nguyên mộc nha bác nha. Đấy, rất đẹp. Đấy ngựa biến nha. Đấy ngựa biến nha bác. Đây, máy nó này. Máy vàng hồng này. Máy vàng hồng nha bác nha. Omega Switch. Con này thì em để các bác giá là 7,2 triệu. 7,2 triệu nha. Omega dòng cơ cốt size 30 con này size 34.5, size 34.5 nha. Để em đã lên cho bác là một cái khó Omega này. Khó Omega này. Đấy, có linh kiện nha. Size 34.2 34.5 7,2 triệu. Còn Omega còn khá đẹp. Dòng cố The View, dòng The View Smarter The View cơ cốt nha. Đấy. Rồi tiếp tục em lên một sản phẩm nữa này, hàng VIP cho cả bác. Một con Senco Automatic mạch huyết. Senco Automatic mạch huyết cực kỳ là đẹp với một cái form nó là gần như là tràng viền các bác. Và con này là automatic nha. Đấy. 17G mạch huyết nha. Kim cọc nối rất là đẹp. Đó. Đây hết. Các nhìn bê một con hàng là, nó gọi là long lanh cành đào. Nước vàng là còn nguyên bản nha các nha. Chân càng thân liền không mòn vàng.
máy tránh 17G automatic hỗ trợ lên cốt, automatic hỗ trợ lên cốt phụ nha. Con này thì size 35, con này em để các bác giá 4,2 triệu nha, 4,2 triệu size 35. Đó. Quá đẹp nha bác. Rồi ok, một con mặt huyết nhé, size 35 giá 4,2 triệu dòng Senko Auto hỗ trợ cốt phụ nha, 17G. Đấy. Rồi em lên tiếp cho bác một con này đi, Raikop của Nhật. À, con này cực đẹp, cực kỳ là đẹp luôn nhé, cực kỳ đẹp chứ không phải là đẹp nữa. À, con Raikop mặt cổ phách 45C một lần gốc 3 giờ. À, dòng này là cũng automatic hỗ trợ lên cốt phụ, mặt cực đẹp nha, mặt cổ phách cực đẹp nha bác nhé. À, nước vàng nó này, bọc vàng rất là dày và đấy nó là đấy rết nhé, chạy bộ máy 45G cực kỳ là mượt mà. Con này thì size nó là size 30 65, size 30 65 nha bác chứ, size 30 65. Con này để các bác giá 4,8 triệu, 4,8 triệu nha, size 30 65 Raikop 45G nha, quá đẹp. 4,8 triệu. Rồi ok, thì em lên tạm thời lên cho các bác bao nhiêu cái con đồng hồ đó nhá. Thì các bác nào chốt được sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp cho cô Hồng qua số thoại là 0363648707 hoặc là 0393110459 nhé. Em xin kết thúc video này đây và hẹn gặp lại tất cả các bác trong video sau.